xin phép trả lời là mức cát-xê đầu tiên của mình là 500.000. Thường thì trước buổi diễn thì em sẽ chuẩn bị là một là cao gót. Em hay đi những đôi 11 phân để cho... Thật đó là mức cát-xê đầu tiên mình nhận được là 1 triệu. Mức cát-xê đầu tiên em nhận được là 500.000. Thường thì trước buổi diễn thì em sẽ chuẩn bị là một là cao gót. Em hay đi những đôi 11 phân để cho nó dễ catwalk hơn ý ạ. Còn em sẽ chuẩn bị thêm là đồ make up này, phấn má và kẹp mi. Thường thì em sẽ đem những hai cái thứ đó để chuẩn bị cho những cái layout make up của em. Thì em cảm thấy thiếu một cái gì đó thì em sẽ thử. Trước mỗi show diễn thì người mẫu chuyên nghiệp thường chuẩn bị rất nhiều thứ. Và đối với mình thì mình thường chuẩn bị hai thứ, đó là một body thật là đẹp và một gương mặt đã được make up chỉnh chu. Cũng như là mình sẽ để ý đến những cái phụ kiện như mình cầm theo, đó chính là đôi giày. Đôi giày là rất là quan trọng với người mẫu. Thế là mình thường rất là chú trọng đến việc là mình sẽ chọn giày màu gì để phù hợp với trang phục cũng như là đúng với yêu cầu của em thiết kế. Đối với những bạn trẻ là đang muốn trở thành model thì em có một lời khuyên là các bạn phải thật tự tin và không ngần ngại tham gia những buổi casting để trau dồi thêm nhiều kỹ năng cho mình ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi fitting đồ nha.